Ôi, kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào đại gia đình nha. Chúc đại gia đình một ngày vui. Thì hôm nay chúng ta dạo quanh con đường, gọi là con đường biệt danh là con đường thời trang của Sài Gòn nha mọi người. Hay tôi đặt cho nó là con đường tơ lụa ở Sài Gòn, tại vì nó đa phần là nó bán quần áo nhiều quá mọi người. Đây là con đường cung đường Nguyễn Trãi, quận 5. Khi mà nói tới mua sắm là mọi người cứ nghĩ tới con đường Nguyễn Trãi nha, là khu bán thời trang giá cũng rất là ok ở Sài Gòn. Mình không cần phải vào những cái mua những cái hàng hiệu đắt tiền thì ghé ở Nguyễn Trãi, quận 5 là một con đường chuyên bán về hàng thời trang, xem để chúng ta dạo quanh để xem nó có nhộn nhịp hay không. Sau một cái đợt suy thoái kinh tế thì mua bán như thế nào, chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh ở tuyến đường Nguyễn Trãi bây giờ thì tôi thấy là nó rất là điều hiu mọi người, rất là điều hiu, không có mua bán nhiều nha, phải khách không có mua nhiều, bán rất là nhiều nhưng mà không mua nhiều mọi người. Thấy ngồi chờ khách nè. Ôi ôi, nói chung là giờ cũng kinh tế khó khăn mà họ mua rất là ít, rất là ít mọi người. Nói chung là người dân họ cũng thủ thế à, đó, họ cũng thủ thế, họ không có mua nhiều đó. Bán ra kiếm cường lực rồi phụ kiện điện thoại. Đây là tuyến đường chuyên về thời trang. Đợt Tết thì họ mua nhiều nhưng mà sau Tết thấy vắng lắm mọi người. Giờ thấy tình hình buôn bán thấy vắng lắm, thấy nhân viên đứng quẩy khách không à, đứng quẩy khách, buôn bán rất là điều hiu nè. Đây là buổi tối, thường buổi tối nhộn nhịp lắm. Tuyến đường này kẹt xe luôn á, buổi tối kẹt xe luôn á. Bây giờ mà thấy khách nó vắng kinh khủng, thấy người mua nhiều, không có xe nhiều luôn, rất là vắng luôn. Dài nè, đồng giá 229k. Do họ mua đợt Tết rồi, một phần là mua đợt Tết rồi mọi người, Tết họ mua nhiều, họ sắm mua sắm nhiều. Giờ qua Tết thì nó vắng, ít mua phải không? Nếu bình thường cái đường này tấp nập. Thứ hai là thời buổi kinh tế khó khăn á, mình cũng cắt giảm chi tiêu. Ngày xưa thì mua, ví dụ mua 10 phần thì bây giờ chỉ mua 2 phần đó, dành 2 phần cho thời trang thôi, ví dụ vậy. Nên là không khí nó ảm đạm đó. Mà giá quần áo ở đây cũng rẻ, 100.000 đổ lại, trăm mấy đó. Quần jean cũng có 100 mấy à mọi người. Có cái áo có 50.000, sale có 50.000 đó. Nhưng mà thấy tình hình buôn bán rất là ế ẩm nha mọi người, không có nhộn nhịp như ngày xưa, thì không nhộn nhịp. Kể cả chuẩn bị tới Valentine mà nó vắng, 3 ngày nữa là Valentine. Tình hình buôn bán như thế này rất là vắng khách. Nhân viên thì đứng ra mặt đường quẩy khách mà khách thì không có đông,
ngồi chờ khách thôi. Biết sao giờ? Biết là những cái tháng đầu năm họ mua đợt Tết rồi thì đợt sau Tết họ mua rất là vắng. Đây là cung đường thời trang ở Sài Gòn. Mỗi khi tới Sài Gòn, nghĩ tới Sài Gòn thì họ sẽ ghé Nguyễn Trãi, quận 5, phường 7, quận 5 để họ mua sắm quần áo trong cái không khí những tháng đầu năm. Tình hình buôn bán rất là ế ẩm nha, điều hiu lắm, nhìn điều hiu lắm. Nhân viên thì đứng chỉnh sửa lại quần áo, trang trí lại quần áo, ngồi chờ khách thôi. Biết sao giờ? Có những shop trên vỉa hè, trên vỉa hè để lên lòng vỉa hè luôn. Vỉa hè là câu chuyện muôn thở đó mọi người. Giờ vỉa hè tuyến đường này chắc không có đi bộ được luôn rồi, để ra ngoài đường luôn, để thời trang ra ngoài đường luôn chứ đi bộ thì sao đi. Nào đi được. Đó, để quần áo lên lề đường thì sao đi. Hết trên lọc lại đường chào khách. Đây bán quần áo dài dép có 50-60 ngàn, có cái 60 ngàn, 40 ngàn luôn, có cái bộ đồ 40 ngàn luôn. Quần ba cái quần 100k đúng không? Nhưng mà tình hình giá cả rất là rẻ nhưng mà vẫn điều hiu mọi người. Sau những tháng đầu năm rất là ế ẩm. Những cái cung đường kinh doanh là nói chung là tận dụng tối đa mặt bằng đó mọi người. Đó, quẩy khách kìa. Quẩy khách mở nhạc to lên quẩy khách. Cái đường này là vỉa hè, tận dụng vỉa hè tiệt để luôn. Xe chạy buổi tối rất là đông nhưng mà khách thì rất là vắng, ít người mua á mọi người. Hy vọng tình hình kinh tế đi lên thì mức độ mua sắm dành cho tất cả các ngành hàng nói chung cũng như là thời trang nói riêng được sớm tụ hơn đó, là kích thích nền kinh tế. Bán hàng mà ngồi chờ khách thì chết luôn, không ai mua. Ở đây bán mũ mọi người, mũ bảo hiểm với mũ lưỡi trai. Thôi video đến đây là kết thúc, xin mọi người hãy like, share, subscribe kênh để tôi có động lực làm những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.